nhá. Xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Riot of Heroes nhé. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nói chung là đợt này update nó ra nhiều cái quá, chúng ta sẽ giải quyết từng cái một đi. Thì đầu tiên ở đây có cái banner bên này. Thì trong này nó cái banner này là cái banner cũng lại cái kiểu lựa chọn. Nhưng mà cái này nó khác cái lần trước một chút xíu, là cái này nó sẽ random tướng trong danh sách những con tướng mà nó ở trong mục chấm than, nó ở trong cái con tướng ở trong danh sách là trong cái này nó sẽ random. Ngẫu nhiên con tướng, nhưng mà lần trước nó có cái bảo hiểm xác suất tăng tỷ lệ ra con tướng mình mong muốn thì lần này không có, nhưng bù lại nó sẽ có cho mình hai cái hộp lựa chọn đây. Một hộp là tướng, hai hộp lựa chọn, thế này có thêm cái con Sera, cái con cua mình hay chơi có trong này. Còn hộp đầu là cái gì nhỉ? Hộp đầu đây, hộp này hộp random à? Thế vậy là có ba hộp à? Tức là mình quay 20 phát nó cho mình hộp này, chắc là random một trong mấy con này đúng không? Còn lên nhiều hơn tí 60 được có cái túi lựa chọn, và lên 120 là túi lựa chọn. Thì chắc mình giải quyết cái này trước đi, tại vì kim cương có hạn, xem vận may đến đâu là tính tiếp. Chứ còn ngoài ra có banner kỷ niệm 1.5 năm theo quay hình kim cương đỏ, banner con tướng mới, do người banner một số cái thời trang linh tinh nữa đúng không? Đau đầu đó. Lúc đầu tính để kim cương để quay gear đấy, nhưng mà thôi, nên tình hình nó ra lắm nên này thôi lại đi quay tướng thôi. Đấy thì mình sẽ quay cái banner này trước nhé. Đầu tiên giải quyết cái banner với mức bảo hiểm tối đa là 120 phát, đúng không? Sẽ quay những vé đầu tiên này, thôi xác định quay bằng kim cương thôi. Thì mục tiêu mình mong muốn nhất ấy là ra con Sera, Sera bãi biển, hoặc không thì ra con công chúa dạng Ikegon cũng được. Thì con này là nào mình chưa mắc. Còn lại những con khác là mình không mong nó ra đâu. Rồi mình sẽ hy vọng nhé. Thử 10 vé đầu tiên này. Có thể phải nối video nhiều tại vì tài nguyên lúc này nó chưa có nhiều nhé. Hy vọng nó nổ sớm sớm cho mình chút xíu nào. Nổ luôn thì tốt đúng không? Mệt lắm. Phát đầu tiên là chưa có nổ. Nó ra là con tướng nào an ủi không? Ui được ngay con người máy cùi cùi. Quay thêm 10 phát tiếp nhé. Nói chung là quay cũng rất là khoai đấy. Cái mốc 60 thì dễ đạt được, nhưng mà cái mốc 120 là hơi vất vả đấy. Đây phát này nổ này. Phát này nổ xem nổ con gì nữa. Trân trọng nó nổ con gì cơ. Còn kiểu gì cũng phải quay ít nhất là 60 nhé. 120 thì chưa biết có đúng được không, nhưng mà 60 chắc phải quay rồi. Bây giờ quan trọng xem con gì đấy. Tại mình cũng không để ý các cái câu tiếng Anh lắm nên mình không biết con này con gì. Thì xem thử ra con gì. À đây rồi, rồi đúng con mình đang cần này. Ô vái nồi, thế này thì kéo phải cố 120 rồi. Tại vì nếu mình không cố 120 cũng rất là dở. Tại vì con của mình đang có 3 sao đúng không? Thêm con này là 4 sao. Hai hộp nữa là 5-6 sao. Vừa khít 6 sao luôn. Vậy thì chắc mình phải quay cố thôi. Mình phải quay cố ở banner này thôi. Mình chấp nhận là hy sinh con tướng mới thì không quay thôi. Chứ không bây giờ cũng chả biết làm sao được. Bây giờ nếu mình không quay cố thì không được. Tại đời đã cho ra Sera rồi, tức là gần như nó muốn mình full rồi. Vậy gần như mình phải cố gắng là full Sera thôi. Chứ còn nếu bây giờ mình không quay cố đây, mình nếu mình may mắn ra sớm thì tiết kiệm được hơn tí, còn không thì phải quay cố đâu. Đây đây cái này nhận thêm cho mình cái túi random. Túi này chắc là cũng mở luôn để xem random có gì. Trong cái túi random này chắc mình hy vọng ra con alien dạng hồng hồng ấy. Nó lại bị lỗi, lại bắt loát lại game một tí. Đây mình sẽ quay trong cái túi này nhé. Nhưng mà trước mắt là con Sera là gần như mình phải quay banner kia cố rồi. Mình mà sang banner khác là mình mất cơ hội 6 sao. Cái kia viên item đúng không? Nó sẽ có hộp chọn cái này, hộp ngẫu nhiên tướng. Nó đâu ấy nhỉ? Nhiều quá không biết nó bay đâu rồi. À đây đây, à nó không phải. Cái hộp ở đâu nhỉ? À đây hộp đây. Hộp này đây sẽ danh sách của nó sẽ có là mình sẽ hy vọng con Butterfly Dream Alien. Thế con này mình chưa được mắc sao. Còn những cái con khác như con Dazerbay này, Rusader này, hay là Katira, Misaki, Alana, các thứ linh tinh này. Không hy vọng lắm. Nói chung là ngon nhất trong cái con mình cần ở đây chắc là con Dream, Butterfly Dream. Mình sẽ dùng thử nhé. Hộp này là random không? Hộp này đấy chắc là random trong những con này thôi. Mở nhé. Chắc chắn là SR, mà trọng ra con gì đó. Nếu ra con hồng là đẹp nhất. Con đấy vào thì mình nâng nốt sao. Mình đang chơi nó đi cặp với con Arbiter mà. Thì mình cần nhu cầu lên sao được. Xem ra đúng rồi con đấy không? Thôi bỏ mẹ ra con gì đấy. Thôi lại Crusader. À đâu, con này con đấy, con này con cáo à? Con này có phải con cáo nhỉ? Con này như là cáo à? Con cáo này nếu có cái trò bất tử thì cũng ngon đấy. Nhưng con tưởng cái chính là mình không có dồn nó được nhiều. Thôi không sao. Quan trọng nhất bây giờ có thể ra con Sera rồi. Ta phải đi quay tiếp để cố tiếp Sera thôi.
Thì ở đây hiện tại nâng cấp Sera mình lên chút xíu này. Sera mình lên thành 4 sao rồi. Mệt phết đấy. Tức là gần như cơ hội rất cao. Tức là nếu mình cố thủ, tại vì cái banner nó còn nhiều ngày mà, thì cứ dồn dồn cố để nâng kỹ năng lên chút xíu. Tại bây giờ mình không có hổ thì thực ra đợt này cái banner kim cương đỏ là có hổ đấy, nhưng mà nó rát và nó hên xui. Và cũng không biết là hên hay xui nữa, nhưng mà đại khái là hình như chỉ cho quay một lần do cái đấy chưa test. Nhưng mà đại khái là banner kia đó còn hổ cũng khó nuốt lắm, mà nuốt được thì cũng không lên sao được. Nó là kiểu nôm na vậy. Kim cương đỏ là mình không đủ sức lên sao nên con Sera nó vẫn khả thi hơn. Tiếp tục bây giờ quay tiếp banner này nhé, thì mốc 40 cho mình thêm vé vàng nữa, mình sẽ quay ít nhất là 50 lần trong ngày hôm nay, thì gần như đủ mốc 60 rồi. Quan trọng bây giờ cố làm sao lên mốc 120 mới là khó này. Mình biết đâu ăn may để ra sớm thì có thể kết thúc banner sớm thôi. Thì tôi quay tiếp nhé, tiếp 10 phát nữa này. Bây giờ chả có gì để mất, phải dồn banner này trước đầu tiên thôi, thì không còn gì để mất cả. Biết đâu số hên lại ra liên tục thì sao, nhưng mà thường sẽ không ra liên tục, nó sẽ ra 1-2 nhát đấy thôi. Đấy, phát này hụt tiếp này, phát này hụt tương ra là hai con tướng SR này cho mình cái mảnh. Tiếp tục quay nốt nào. Thực ra mình quay thêm phát này ăn bảo hiểm thêm một phát nữa, được thêm 10 vé nữa là quay lên phát thứ 50. Các bảo hôm nay không có kinh tế để cố đâu, chứ không mình cố lên tí mà hôm nay không có kinh tế. Phát này hụt rồi. Nhưng nãy giờ tỷ lệ nổ con SR cũng nhiều đấy. Nãy giờ mình nổ được mấy con SR rồi nên là mình cũng hy vọng phát tới. Bây giờ mình ăn cái bảo hiểm mình sẽ được thêm một phát X10 nữa. Cái bảo hiểm mốc 40 cho mình 10 vé. Đây lấy 10 vé này đi quay tiếp luôn. Biết đâu ra thêm em nữa. Còn không đến mốc 60 được túi chọn. Túi chọn thì không phải lo rồi. Túi chọn thì gần như mình chọn Sera rồi. Quan trọng là điều cái mốc 120 có đủ sức để quay không là vấn đề. Ôi phát này nổ luôn này, ui giời. Biết đâu ra được Sera tiếp thì ngon. Ồ hôm nay có vẻ may mắn, mỗi tội không có vé để quay đây. Bây giờ mà ra con Sera nữa thì ngon. Ra con Sera nữa thì coi như chắc chắn là được đấy. Chẳng qua câu này của con nào thì nãy quên xử câu Sera nãy là câu gì rồi. Nhưng câu này như khác câu trước cái sao nhỉ. Không biết con này có gì đấy. Đấy ít nhất là nổ sớm. Lần này quay đỏ hơn đấy. Lần này mình quay toàn X10, mình chả quay một lần nữa nhé. Ôi chứ bỏ mẹ dính Arbiter rồi. Trời ơi là trời. Arbiter thì 6 sao rồi. Cái này quy thành mảnh, nó quy thành trăm mảnh cho mình nhé. Cái con SR mà trùng nó sẽ quy thành trăm mảnh cho mình. Nổ nhưng mà không đúng con mình cần rồi. Nhưng thôi không sao, để sau tăng con Inase ở đó lên cũng được. Cũng khổ nhỉ. Như vậy là vẫn phải nguy cơ phải ăn 120 phát. 120 phát lên là 6 sao chắc chắn. Rất là áp lực luôn nhé. Cái này bây giờ hiện tại thì vé chưa đủ đâu, nhưng mà vì nó cái này nó banner nó còn kéo dài 14 ngày à. 14 ngày tức là nó sẽ là khoảng tầm 2 tuần thôi, banner 2 tuần thì hôm nay bắt đầu đấy thì là sang tháng sau. Sang tháng sau thì còn quy đổi vé thêm được. Nói chung là 60 chắc chắn rồi, cái mốc 120 là vẫn hơi căng nha. Tại vì cái banner này nó rất là khoai cho mình cái chỗ đấy thôi. Rất là muốn đớp nhưng mà nói chung là cũng khó đấy. Cái mốc 60 thì tự tin rồi, 60 chắc chắn là sẽ đớp được rồi. Cái này hơi tiếc một chút xíu là cái tích điểm của mình nó không còn Sera. Nếu không thì mình chỉ cần lấy mốc 60 ấy, nhưng mà Sera trước mình đổi rồi. Nên hình ra bây giờ trong cái chỗ store này thì cái chỗ bên dưới này mình không đổi Sera nữa. Đây và thế trong số danh sách đứa không có mình ngày xưa mình đổi rồi. Nên hình ra nó không có Sera nữa nên mình bắt buộc mình phải lên 120 mới ăn chắc được. Còn nếu trong quá trình mình quay hên nó ra được Sera thì tốt nhé. Nhưng mà nếu không ra được thì mình phải ăn chắc 120 cơ. Nên nó sẽ gần như là mất đi cái hy vọng mình như kia. À nhận thêm tí kia. Ở đây nó sẽ cho mình một tí quà của cái update với một cái code, nó cho thêm kim cương, được thêm 400 kim cương. Một cái đồng hồ này để xem lại các cái sự kiện cũ, cốt truyện sự kiện cũ. Thì cái đấy ra xử lý sau, chúng ta cứ nhận lại đã. Được thêm ít thể lực nữa. Nhưng mà cái chỗ này không đủ cho mình gacha tiếp rồi. Mà gacha tiếp chắc cũng chả ra đâu. Thường nó gacha được 2. Nói chung là này cứ 20 phát nổ phát là tốt lắm rồi, đúng không? À 2 một phát đầu 20, phát thứ hai là 30. Nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn đầy áp lực nhé. Nói chung hôm nay kinh tế không có nên không quay được luôn. Bây giờ thì sang thử vận may chút xíu ở bên đấy đã. Bây giờ ngó qua cái banner này thì hiện tại thì như kiểu banner này 120 lần như vậy thì chắc banner cho quay một lần X10, đúng không? Nếu mà theo cái cách hiển thị đây, ví dụ đây nó hiển thị nãy 120 trên 120, mình quay được 50 lần nó xuống còn 70 trên 120. Nếu theo cách hiểu đó ở đây thì banner bên này cho mình một phát X10 thôi. Như vậy nếu một phát X10 như vậy thì cũng thật sự là có lấy được tướng thì cũng chả đơn được sao. Nó chỉ lợi những bạn nào đang có những con tướng 4-5 sao dẫn rồi muốn lên nốt 6 sao ấy thì người ta quay cái này nó lợi. Còn như mình thì đây vì các bạn là 30 kim cương đỏ chắc mình cố được thì có, nhưng mà quan trọng là không phải trong thời điểm này thì có thể sang tháng sau mình cố một tí mình ấy cái này nó tròn cũng được. Lúc đấy mình sẽ lấy một con. Thì đây nó ghi cái này nó ghi chữ chọn mà không biết có chọn thật không.
Tại tiếng Anh ngại đọc quá, nếu chọn được thì mình chọn con hổ thôi. Mặc dù con hổ một sao và không có sao thì nó vẫn hơi yếu đấy, nhưng mà trong bấy nhiêu con thì mình nghĩ là con hổ mới là cái con mà mình cần nhất. Sera thì mình có rồi, thì đổi chắc nên chọn con hổ thôi. Nói chung cái này nó cũng hên xui lắm, cái đấy tính sau nhé. Tại vì cái này nếu mà chỉ cho 10 trên 10 này cũng đâu có quay được nhiều đâu. Có tiền cũng chả quay được nhiều. Rồi tiếp tục xuống cái banner tiếp theo, đây là banner con tướng mới con Lin. Con Lin này ở đây thì nói chung là cũng chả còn gì để quay nữa cả. Chịu hết rồi. Đấy thì câu chuyện ở đây thì ngoại hình thì ưa nhìn, đánh thì như là đánh đa mục tiêu. Như vậy đánh nói chung là giải quyết vấn đề đi map các thứ cho nhanh thôi, chứ còn để đánh đấm các thứ tinh tinh ok không thì chắc là cũng không đâu. Nhưng mà đại khái là con này nói chung là để đi các cái content nhẹ nhàng ấy thì đi được, còn để đánh các cái content mà kiểu nó khó khó đánh boss tinh tinh thì chắc không đánh được đâu. Nhưng mà tuy nhiên nếu có dư thì cũng quay cố đấy, nhưng mà hiện tại do nó không có dư. Dưới này là banner chấn của nó. Bây giờ xuống cái thời trang alien đi, chắc là cũng gacha một lần free đi. Game nó sẽ cho mình một lần free miễn phí, thử biết đâu trúng cái ghia luôn thì nữa nhẹ đầu, nhưng mà chắc chả trúng đâu, nhưng mà cứ thử đi, mất gì đâu đúng không. Trúng cái nước hoa chán vãi trưởng. Cái này tuần này chắc mình không cố được cái ghia rồi, vì trong 20 ngày mà chơi tận mấy banner thế này hơi khó, thực sự hơi khó nha. Tiếp tục ở xuống phía dưới nữa, ở đây chúng ta ra tiếp cái bộ comeback lại hai con tướng. Thì hai con này thôi mình bỏ qua luôn đi, chắc chắn là không thể sánh được mấy con kia rồi, hai con này mình không quay nhé. Dưới này sẽ là cái banner phía dưới là banner chấn của nó, còn dưới này nữa là banner cũ là banner Valentine như cái cặp sô cô la nhé. Đây dưới này là chấn và đây là cuối cùng là banner thường. Banner thường mình sắp nổ SR rồi, đang hy vọng kiếm được con Alien dạng hồng ấy, nhưng mà chưa ra. Đấy câu chuyện là vậy. Ngoài ra nữa xem nó update thêm những cái gì không nhỉ? Nó update thêm chap 14 này. Với lại nó update một cái sự kiện lặp lại, là cái sự kiện đây event lặp lại cái sự kiện này. Những sự kiện lặp lại thường là trong cái chỗ quà nó sẽ không có gì đặc biệt lắm. Ngoài cái việc là nó cho mình được 5 vé vàng hay sao ấy. Đây nó cho 5 vé vàng, ít kim cương, ít tài nguyên, nó không có ấn tượng lắm. Còn cái cửa hàng của sự kiện cũng rất là cùi bóc. Cái cửa hàng đây bạn vào cái store của nó thì bạn thấy là có mỗi tí vé trắng thôi, chứ còn mấy cái kia thì gần như không tác dụng gì mấy. Nên nói chung sự kiện lặp lại không có gì ấn tượng lắm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là nhiều khả năng là chắc là cũng phải chạy một cái content nào đó nữa để lấy thêm. Mình nghĩ là đi cốt truyện xong rồi chắc là được đủ pha lê xanh để quay thêm phát nữa đấy. Thì mình cũng muốn quay tiếp một tí nữa để lấy thêm một con Sera nữa về. Nói chung là cũng cực kỳ áp lực. Nhưng mà thực ra ấy, nếu mà mình quay phát 60 mà nếu mình kiên nhẫn hơn ấy, mình nên để lại, biết đâu trong quá trình mình quay cố đến mốc 120, giả sử mình đủ sức mình quay được ấy, nhỡ ra con Sera nữa đỡ bị thừa, đúng không? Thì có đấy nên giữ cái túi đừng có mở bộ thì hay hơn. Tại bây giờ thêm 10 vé thì kiếm không có khó, bây giờ đi cứ đi xong cái cốt truyện chắc là đủ thôi. Bây giờ thì chắc là thôi mình đi luôn cốt truyện đi, mình vào đi cốt truyện luôn đi cho nó gọn. Để lấy pha xanh thì đi tiếp cái kia, đi chapter 14 nhé. Cốt truyện giờ đi chắc là nhẹ nhàng. Đấy thấy map gần đây rất là dễ nên chắc không vấn đề đâu. Lấy cái thưởng lần đầu nó hay cho pha lê xanh để ra quay tiếp. Nó loát hơi chậm một tí. Sẽ lướt lướt nhanh nhanh cái cốt truyện nhé. Chúng ta đi vào cái kia luôn. Nó cho thêm 30 pha lê xanh cũng được. Để lấy thêm mấy lần gacha quay đốt thế hôm nay có vẻ đỏ đỏ. Team này đánh là cũng tương đối nhanh rồi nhỉ. Có cần cho nhanh hơn nữa không nhỉ? Cho thêm con alien vào đánh cho nó nhanh cũng được. Để mình ra tiếp, mình xếp lại team đi. Đánh cho nó kết thúc map cho nhanh ấy. Cho những con đánh nhiều mục tiêu cho nhanh. Rồi mình thoát ra một chút để mình lắp những con nhiều mục tiêu vào. Chắc nó chả có điều kiện đặc biệt đâu. Thường cái cửa, cái chế độ cốt truyện thường không có gì. Có chế độ khó thì may ra có mấy cái điều kiện quái om một tí thôi. Và mấy cái này cơ bản nó dễ thôi. Mình sẽ lắp cho nó những con tướng Arbiter giữ nguyên, Sera bỏ ra đi. Công chúa bỏ ra đi. Mình lắp cho con này vào. Lắp chấn nó vào. Tiếp tục là lắp thêm con nào đấy nhỉ? Những con đánh tất cả mục tiêu hơi ít, có cái con mới ra nó đánh tất cả mục tiêu nhưng đấy không chưa có. Còn lại mấy con này thì bình thường quá. Rồi lắp tạm con tanh đi.
nó đánh tất cả mục tiêu được tí nào hay gì đó để mình đi map cho nhanh hơn ấy mà. Map thì mình nghĩ là dễ thôi, chủ yếu là đi lấy kim cương để gacha tiếp thôi. Nói chung là update cho mấy banner song hành cái này là mệt lắm, không thể nào đú được. Chỉ có kinh tế cứng thì mới nhẹ đầu thôi, còn kinh tế yếu là mệt lắm. Hay đánh về hai con đánh phát là xong, nó nhanh hơn rất là nhiều. Cốt truyện càng dài càng tốt thì mình đang cần pha lê xanh. Nó càng nhiều cửa thì mình được càng nhiều ấy. Nó mà ngắn quá là mình được ít là rất là khó. Tại vì các bạn mình lo làm sao để ăn được cái mốc 120, chứ còn cái mốc 60 thì đơn giản rồi. Mốc 60 có thể hôm nay ăn được luôn, mốc 120 có đớp được không. Chứ để lỡ cỡ 5 sao rất là kỳ không. Mất công chơi thì chơi đến 6 sao, để 5 sao trông rất là xấu. Mình thì có khoảng tầm, mình quay xong chắc cũng được khoảng tầm 300 tích điểm. 300 tích điểm lại chả có nào cần để đổi được cả. Thế mới khổ chứ. Nói chung con Lin này cũng được đấy. Được về mặt ngoại hình thôi. Nhưng mình nghĩ là nó về sau sẽ vào vé trắng thôi. Mình thường như con đấy, thường như con đầu tiên ra mắt ngay vào vé trắng. Thì về sau kiếm về vé trắng hên xui sau cũng được. Bây giờ trước mắt là tập trung những con cần thiết trước đã. Tiếc nhất là quả rồi ra con Arbiter. Ví dụ có ra con nào chưa được 6 sao cơ. Ra Arbiter thì hơi khó. Thế thôi coi như lấy tích điểm nữa. Không biết con nào dạng Inase mà mình chưa được sao mà như mình kỳ vọng không, nữa để mình nâng vào. Mà không để dành cho con sau này. Cứ 30 pha lê xanh một cửa. Thế cái map câu chuyện thì đánh nó rất là dễ vậy thôi, nó thử đánh vèo phát là xong. Một con tanh mà đánh còn đang chết cả tướng địch là biết là nó yếu thế nào. Nếu cái quả vừa rồi nó không ra con Sera ấy thì chưa chắc mình đã phải nghĩ việc cố đâu. Tại vì hai túi chỉ chắc chắn là mình lên 5 sao thôi. Còn thì mình sẽ bị lỡ cỡ thì có thể mình chưa chắc mình đã cố Sera đâu. Nhưng tiền nó ra mình đúng con Sera đầu tiên ấy. Nó áp lực cho mình hai cái phát sau mình phải lấy cố con Sera ấy. Chẳng lẽ mình để nó 5 sao. Sau khi bây giờ mình có cơ hội có thể lên 6 sao. Thì mình có hai túi chọn. Thế mới đau đầu. Nên là nhiều khi nó có những cái quả rất là oái om, rất là khó xử luôn. Map dài dài vào. Lấy thêm lực nhé. Chưa có vấn đề gì khó cả, đi rất là mượt.
Nói chung là map càng về sau càng yếu, hoặc có thể do người chơi chơi lâu người ta mạnh lên rồi. Đánh rất là dễ. Nó mới cấp 60 thì thua cấp mình thì đánh rất là nhanh. Mà Alien với lại Arbiter là mình đều để ghia vàng hết rồi, nên thành ra đánh rất là đau. Đang dùng cái set tỷ lệ bạo với set sát thương bạo. Nãy giờ biết đủ lần roll chưa? 180 kim cương xanh là được mà 180 pha lê xanh là được một lần roll. X10. Lấy thêm ít thể lực nữa nhé. Nó vẫn chưa có sức phản kháng, đánh vẫn là một phát ăn luôn. Hôm nay quay đoạn này là tương đối buồn ngủ này. Thì các bạn thức từ hôm qua đến giờ. Xong chờ quay nốt con tướng xem nó toại nguyện không. Trước mắt ra là con Sera ấm cúng một tí. Nhưng mà mấy con sau thì chưa yên tâm lắm. Đi hết cốt truyện mà được khoảng tầm 2 lần gacha thì ngon nhỉ. Nhưng mà chắc được 1 lần x10 nhỉ. Đợt này kiểu nhóm hành biết họ ra nhiều banner sẽ vất vả hay sao ấy. Thấy họ cũng tặng cốt cũng nhiều. Mấy hôm nay toàn đi ăn cốt. Mỗi cốt được khoảng tầm 100 kim cương. Thì nó đỡ được chút xíu. 100 pha lê xanh. À cái này có cái cảnh ấy không? Cái này nó có báo hiệu một tí xíu, chắc mình tua qua cái chỗ này tí. Ra nhìn đúng có hình trái tim không? Đây những cái này có biểu tượng trái tim này sẽ không tiện quay video nhưng mình sẽ tua qua cái này chút xíu. Tiếp tục sang tiếp cửa tiếp. Vẫn chưa hết à? Ở cái này cho cái gì mà trắng tinh thế này? Không biết là lỗi hiển thị hay sao cái này không nhìn thấy cái gì. Chỉ biết là có pha lê xanh chắc chắn rồi. Đây hình có tướng mới trông khá là nuột đúng không?
Hy vọng thì nó nổ luôn cho mình cái gọn video luôn. Ấn vẫn chưa thấy cái map nó hết là sướng nhá. Để này nhiều banner tốn lắm. Rồi cái ghi vàng nữa, giả sử ra là hết tướng rồi lại lăn tăn ghi ghi. Cái ghi chắc không cố được. Tại mình giờ này phải đú nhiều banner quá. Vẫn còn là tốt đấy. Hết rồi đấy. Đây là đang tính ở chế độ thường nhưng xem được bao nhiêu gacha đã xong quay ngược cái chế độ khó sau nhé. Chỗ này ở đây nhận thêm chỗ cái này nữa, mắc sao cái này nữa. Được thêm 100 pha lê xanh nữa. Chế độ khó nữa quay lại sau, chỗ này chắc đủ gacha rồi. Ủa, à đâu vẫn thiếu à, 1600 chưa đủ, vẫn là đi đánh thêm tí ở nhiệm vụ hàng ngày linh tinh làm qua tí chỗ này. Với cái này làm nó cũng nhanh, làm qua một chút xíu. À, nhưng mà chắc phải đi thêm cả cái map khó, tưởng đủ rồi nhưng chưa đủ. Tại đã cho có 30 pha lê xanh vẫn thiếu một tí. Một sáu bảy tám là vẫn chưa đủ. Nâng cấp tướng một chút xíu là thêm một sao nữa này. Chỗ này 60 pha đê xanh nữa. Nâng tướng lên chút xíu nhé. Nó tính số lần nâng thôi. Chỗ ghi nâng lên chút xíu nữa được thêm một tí nữa. Làm luôn cái nhiệm vụ tuần. Ghia cái chọn bừa món nào chưa mắc thì ấy bừa món này thôi. Ấn đơn lẻ vậy cho tính đủ số lần nữa. Để là cái nhiệm vụ tuần nữa xong thì quên mất là bao nhiêu lần nữa. Một bảy ba tám thiếu một chút xíu nữa. Lúc này có pha lê xanh tiếp này. Có cái nhiệm vụ nào dễ làm không nhỉ? Đánh đấu trường thì chưa có hai lần hai nhiệm vụ đánh đấu trường. Nhiệm vụ đánh đấu trường là dễ làm nhất đấy. Một cái là 5 lần, một cái là 5 lần thắng với lại một cái là đánh 8 lần đúng không? Quay về đấu trường tí xíu. Đằng nào đời hôm nay mình chắc xác là xác định là chắc chưa có gì mới. Mình đã bị tụt xuống hạng 12 đánh thử lên hạng 10 nhé. Bây giờ đánh có vẻ là tỷ lệ thua nó hơi cao cao một chút xíu rồi. Nhưng đánh thử lên chút xíu. Không quan trọng thắng hay thua nữa mà đang làm lấy đủ pha lê xanh để quay thôi. Thì đường xem một tí đi. Tờ này mình đang tạm thời chơi toàn về AOE thôi, và đánh kiểu nhiều mục tiêu thôi. Nhưng mà nếu mà tới lần Sera lên thì mình lại cho Sera vào lại. Tại lần rồi Sera nó làm ăn chán quá, ba sao nó yếu quá. Thì mình lại phải vứt nó ra. Mình giết xong hai chủ lực thì phát này tỷ lệ cao có thể mình win được. Chắc chắn là win đúng không? Vì hai con tướng tấn công còn nhiều máu này cơ mà. Ừ.
Mình thích đánh lần win nhiều, mình đánh những người ở phía dưới ấy. Nhưng mà mình có 4 lần win, cái này win nữa là 5 lần win rồi, nhưng thôi đánh luôn lên trên. Để đánh tiếp bên bạn hạng 8 xem nào. Để nó thêm cái nút skip ở đây rồi. Cái này gặp con hổ nó quật là hơi đau. Cái này nguy cơ thua là rất là cao. Cái này thua đấy, ấn bỏ qua đi. Đánh nốt phát này đã đủ. Nếu mà giả sử tới mà mình mở luôn cái túi 60 ấy, mà mình chọn Sera luôn, thì nếu giả sử trong quá trình mình quay, nếu giả sử mình chỉ nổ được một con Sera nữa thì cái túi chọn còn dư ấy, mà mình có thể mình đổi ra con công chúa dạng Ikegon cũng được. Đấy thì mình nâng, đằng nào công chúa mình chưa mắc sao mà. Chỉ có sợ nó quay ra nhiều Sera quá thì nó phí thôi. Nhưng mình nghĩ xác suất ra nhiều cũng không có đâu, lâu lâu được phát thôi. Cứ phát nào giết được con hổ sớm thì dễ thắng. Còn phát nào mà hụt con hổ phát nó quật cho một nhát là đi đường con. Còn ra nhận nốt pha đê xanh là coi như đủ đấy. Rồi. À đúng. Ôi trời, 1798 thiếu hai pha lê xanh. À đi xem cái thử nghiệm tướng là đủ ấy. Đây sang chỗ có bạn ơi, con tướng mới này, vào đây xem thử nghiệm tướng là đủ này. Thiếu có hai pha lê xanh mới kết chứ. Xem cái này cho 10 pha lê xanh là vừa. Thì được ngắm con tướng mới luôn nữa. Nhiều khi game mới chơi quái o mà thiếu có hai pha lê xanh. Xem xong cái này là đủ này. Con mới vũ khí có vẻ công nghệ cao nhỉ, lơ lửng ở phía trên không phải cầm vào trực tiếp. Đây cho 10 pha lê xanh là đủ này. tưởng thiếu một chút xíu thì khổ lắm. Rồi chúng ta sẽ đi gacha nốt phát này cho tròn mốc 60 nhé. Đây, tiếp tục vẫn là cái banner này nhé. Mình sẽ ấn nốt phát này lên 60. Nổ được thì tốt, không được thì thôi. Quan trọng là ăn cái mốc bảo hiểm 60 đó. Cái mốc 60 là cái mốc dễ, làm trước được. Còn đau đầu nhất là cái mốc 120. Không biết có cố được không hay dừng mốc 60. Chấp nhận 5 sao. Ôi, nổ tiếp à. Có khi nào phát này ảo vãi trưởng nó lại nổ tiếp. Phát này mà ra tiếp con Sera nữa thì mình chốt được con Sera 6 sao để mình dừng luôn cho nó xong. Ra Sera thì đẹp. Không biết có ra Sera không ấy chứ. Nếu mà ra con Sera nữa đẹp nhất ấy, mà mình chả nhớ câu Sera gì. Con này của con nào đây? Chỉ nhưng mà xác suất thấp lắm. Con nào đấy nhỉ? Con này con nào đấy trông lạ đấy. À con này con alien dạng bay bay à. Con này lấy về siêu tầm nữa. Con này ngày xưa đợt Halloween thì không có. Thôi con này lấy về siêu tầm cũng được. Con này thì không đúng với con Sera. Nhưng mà công nhận là đợt này nó nổ cao thật đấy. Tỷ lệ nổ rất là cao. Chỉ tiếc hôm nay mình không có đủ vé để quay luôn đấy.
Ok thôi lại lấy thôi, con này lấy về sưu tầm được, con này mình chưa có. Con đấy từ cái đợt con Rimson lâu lắm rồi. Con đấy có cái chiều khóa kỹ năng cũng khá là hay đấy, mỗi tội là không có sao để chơi đâu. Vì thường ít sao quá khó chơi lắm. Rồi giờ sẽ nhận cái này nhé. Bây giờ đi mở luôn hộp này lấy cái mảnh con Sera luôn. Tại vì chưa chắc phải là đúng là 120 đâu, nói vậy thôi chứ 120 giờ cũng khó lắm. Bây giờ thì ví dụ như giờ đang tầm hôm nay mình đang quay cái này 19 tháng 3 năm 2024 mà nó kéo khoảng 2 tuần thôi thì sang tuần những đổi thêm được khoảng tầm 10 20 vé. Kim cương vale gọi cho là 30 vé đi thì chỉ lên khoảng tầm 90 100 phát thôi. Thì 120 thì gần như chắc chắn là phải nạp thêm đấy. Nhưng mà lúc đấy nếu mà phải nạp thêm đấy mình phải cân nhắc. Ví dụ như nạp thêm để lấy tiếp cái này hay là nạp sang banner khác, cái đấy là nhiều cái vấn đề đó. Thôi hôm nay cứ tạm thời biết thế. Giờ sẽ vào đây lấy túi chọn chọn đơn Sera thôi, nghĩ chẳng chả cần do dự gì nhiều đâu. Còn nếu mà ông nào chi ly hơn nữa thì nên để xong hết banner rồi hãng chọn chứ. Tại vì biết đâu bạn quay ra Sera nhiều thì sao đúng không? Nhưng mà đây mình chưa chắc được, thôi cứ ấy luôn. Nó lại bay đâu mất rồi, cái hộp chọn nó ở dưới bây giờ lại chui đâu rồi. Đây hộp chọn tướng rồi nhé. Mình tìm đến con tướng của mình nó tiện đơn cho người xem danh sách tướng trực diện này. Đầu tiên là Arbiter, thứ hai là con Katira bãi biển này. Thứ ba là Alien cái dạng khóa kỹ năng này, tiếp tục là con Blue Moon dạng tanh này. Con Alana tấn công thì con đánh theo kiểu thì nó đánh cướp lượt được nhiều. Con Mirian này theo cái kiểu đánh theo kiểu tạo cái khi bất tử này. Con Phoenix này là theo cái dạng kiểu rút máu mình hay chơi đánh boss này. Con Ikego là một con mình đang thiếu này, là con tanh này, cuối cùng là con Sera thôi, ưu tiên Sera trước đi. Thực ra bây giờ mình chọn con nào thì cũng dở gương nhưng mà. Ví dụ bây giờ mình con kia của mình đang ấy, thôi cứ chọn Sera trước đi. Mình chọn vẫn ok nhé. Phải có chữ hừm mà phát đây mới là con Sera đúng không? Thì giờ mà nó duy trì tỷ lệ nổ cao, nó nổ trước rồi phát 120 thì mình nhẹ đầu. Nhưng mà sợ hơi khó. Phải công nhận là hôm nay nổ rất cao nhưng chưa chắc hôm khác quay tiếp nó đã nổ cao như ngày hôm nay đâu. Giờ tiếp tục quay ở đây nâng tiếp con Sera đi. Thật ra Sera 5 sao mình thấy là cũng ổn ổn rồi. Chẳng qua điều bây giờ cái cơ hội lên 6 sao nó có, chẳng lẽ không cố. Thế còn thực ra 5 sao nó mạnh rồi, vì con này lên 6 sao không nâng thêm kỹ năng, nó chỉ tăng thêm chỉ số thôi. Nên nâng tiếp kỹ năng lên mức này tiếp này. Bây giờ kéo lại cho đồ vàng về lại Sera, đợt trước đang thất vọng về nó quá rồi bỏ đồ vàng cho Alien. Bây giờ kéo cho về Sera, bây giờ lên cũng 6 sao là 5 sao rồi. Để suy nghĩ thêm nữa. Và bây giờ còn chỗ cái cốt truyện chế độ khó thì không biết có nên đú luôn không nhỉ, sợ nó dài. Cốt truyện chế độ khó một cửa cho mình 50 thì thường nó có khoảng bao nhiêu cửa, xem lần trước khoảng bao nhiêu cửa, thường có khoảng tầm 12 cửa, 10 cửa vậy tức là khoảng tầm ấy rồi, 5-600 pha lê xanh cũng chả đủ qua cha. Vậy thôi cái này để cho video sau đi, với lại cái này với lại cái sự kiện lặp lại để video sau. Thực ra sự kiện lặp lại phải đánh sớm ấy. Tại vì cái sự kiện lặp lại đánh không đánh sớm đi ấy, là nó không ấy, là nó tính thường tính cái lượt đánh theo ngày ấy, phải đánh theo ngày luôn. Nhưng thôi cái đấy chắc mình để nối cho video sau. Video này phần 1 thì ta cứ tạm thời biết thế là ta quay được quay được một con Sera, quay được ra hai con siêu tầm đúng không? Và ta có được một hộp chọn rồi. Bây giờ có cái kiếm nốt 60 phát còn lại hơi mệt tí. Rồi video tạm thời cứ kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh của chúng mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.